Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hưng Cù Lao nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Dịp này nằm với Út thì dở mấy cái lập lò xo hôm qua đặt nè. Cả ngày vậy. Đây là cậu Hòa của Nam nè. Đâu vậy, cái la vô hả? La vô á. Là vô đi lại quán uống cà phê á bác. Càng nghiêu ngao ngao chơi cười khè khè với dạ. À. Biết nha, bữa con cho 20 ngàn biết gật đầu á. Ở đây kêu bằng là bên sông của chú anh chị. Ở trên đây là vùng từ 1, ở dưới Nam Hải là vùng từ 2. Còn nhảy xíu. Còn đã không có. Còn đã. Còn con. Còn cái lớp. Cái lớp nhỏ. Cái này quá lớn mà không có cá bự ta. Chỗ đó người ta dẹp chắc ta câu hay là ta làm gì? Vậy là em bỏ nó vô bắt em bỏ xô à. Tiền cái rồi. Pha ra. Cái nào quên đi. Bên đó kêu là quốc lộ Nam Sông Hậu của chú anh chị. Quốc lộ đó thì mình có thể đi từ Cần Thơ xuống thẳng Cà Mau Bạc Liêu luôn. Cái này có nè, chèo. Chèo chèo chèo, cái này có nè, nó nhúc nhích rồi chị ơi. Nè kìa, thấy không, thấy không? Đâu, kìa kìa kìa, đó. Nó nhúc nhích cái lợp đó, đó đó. Mà không biết con gì. Nè nè nè, nó nhúc nhích, nó sôi sôi tim luôn nè. Con mà con nó không có được bự không? Nó vừa vừa à. Rồi hả? Ừ. Nhỏ hả? Là chèo bắt ra luôn không? Bắt ra luôn. Bắt rồi rửa luôn đi. Cái lọc lò xo này đặt thì mình phải để cái chai ở trong. Để không khi đó. Mà nước lớn rồi lên để cho con cáo. Ủa nó sống. Đổ. Đổ. Không có con gì vậy? Ra đây cá mới giữ không à, không à, chèo ơi. Cũng giờ coi mình bắt con gì vậy. Con này cỏ quá trời cỏ không chèo. Cỏ này cắt cỏ cho bọn ngon lắm. Trời ơi trời, dính luôn luôn chèo ơi trời. Đâu đâu đâu. Chiếc bự luôn kìa. Đã. Đó. Trời ơi. Cái gì? Hết rồi. Ừ, lương bự vậy. Á trời luôn rồi. Cái này vô mùa lương hay. Mùa lương rồi. Mùa lương rồi. Ổ này nhiều quá. Kìa, ổ này. Nè, chở bắt sống. Bả chở mình bả chứ. Nhận lên đây, lên đây. Thấy được không? Được nè. Chút nữa nha. Chút được không? Được. Đây. Đó. Lương bự lưới đó. Hiểu rồi nè. Lương vàng nè. Còn gì vậy? Đây gà đó chèo. Có chèo ơi, có chèo ơi. Quậy dưới. Có. Có đó. Vậy? Hai con à. Cá không bự ta. Cá con có mà chèo ơi. Bọn biên bậy chứ không bự chứ. Chúng ngay ổ đó. Đúng ra là chỗ này cá bự quá phải chứ. Gâu 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 gâu. Chút dớt chén cho con rồi chèo. Dạ. Cái lóc cháo lóc vừa vừa á. Nghiêm nè. Kệ okay, có đỡ hơn không nha. Ô ô ô. Im đi đẹo ơi, im đẹo ơi. Có không? Hai con, được hai con nè. Rớt rớt. Rớt không bự mà mỗi cái một có rồi. Rớt chay luôn. Rớt chay rồi. Ở đây nó có cây vú sữa lão quá trời to luôn mà cô chú. Trái giống hết trơn rồi. Trái lừ hết trơn. Bên đây là nó là nhãn. Nhãn này chắc nhãn xuồng quá. Vườn này vườn của bà con đây nha. Của bà
mà. Đừng quê. Đập. Có cái chai. Cái chai nó nằm lên nó nằm lên cỏ luôn đó. Này lúc đó nó nổi lên cỏ luôn. Ô trời trời dính con luôn trời ơi. Trời ơi, dạ, dạ. Đâu lắc cái bụng lên coi. Quá trời con luôn. Đâu 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 lắc cái bụng, đặt cái bụng. Quay bụng. Ôi ôi. Ôi vậy. Anh nghĩ chắc nó dãy nó phình lên luôn. Nó phình lên luôn, nó phình lên cỏ luôn. Bây giờ nó phình cái chai lên luôn. Lên cỏ luôn. Dạng như nghệ vậy ha. Quá trời con chạy. Chút vô lên luôn cũng xứng đáng. Cái này mà đợi mấy cái chấm về đặt chắc im dữ ta. Đợi mấy chấm lên lên vô đây đặt. Cái vàng lộm luôn. Đã ha. Ủa, cái con đó nó vàng dữ nó sạch á. Là bỏ chai vô. Ấy sao bỏ chai? Thì rớt vậy. Vậy hả? Mình lấy chai đừng gom vô đi. Ồ, cố bỏng luôn. Bỏ bỏng. Đã trời hai lượng. Mới cá lóc kệ được nhiêu lượng rồi ha. Đã trời. Hai lươn thấy lụm bạc. Mình chờ cái sóng chúng mình nữa mình đi mua mấy cái sóng chúng về cả nhà là mình phải lên trên đây là mình đặt kiến được. Khô máu luôn. Khô máu cho khô. Trên đây cô chú anh chị xem nè, dưới sông toàn lục bình không? Dưới sông đếm được luôn. Đó đó, đường này đâu có đi được. Hồi xưa thôi, hồi xưa đi được. Bây giờ đâu đi được. Hồi xưa là ghe thuyền ha. Chạy từ chạy đây ngãi lên tới Nhân Mỹ luôn. Rồi ra ngoài sông cái luôn rồi đương nhiên bị lục bình là đương nhiên bí lại không có ghe xuồng cái chỗ này là nước cạn hay là con phóng tức là cũng cỡ ngàn đây nước sát rồi nước không nước có sát không nó nước không có sát nha về tới đây Nam với Dốt Vinh Mập ghé đây xin mới lá cách về mình xử men lương nha được men lương này nó rồi ăn lá cách rồi mà ai nãy giờ kêu đi cầu kỹ là đi con vợ luôn á. Ở dưới quê thì nó quá là quen thuộc. Nhưng mà lâu lâu đi cũng té hoài, cô chú chị xỉn á. Nào giờ anh mới thấy cái cắt ngon mày đẹp. Nó non mà như lá nó bự thấy chứ. Giờ cái lá mình non quá ăn không có ngon không nha. Bẻ hơi sâu sâu thấy vậy cái cắt thì tội lắm. Rồi, để ăn không? Mà nãy giờ anh mới thấy cái cách thì nó tốt. Đã. Hết biết cái cách. Phải lẹo lên nó luôn. Mặt lên luôn đó hả? Lên luôn. Nó ve ra mẻ xong cô chú anh chị. Tốt vậy, tốt. Tốt, kêu chà bứng cây cũng được nữa. Thôi để mọc rồi mình có dịp nào mình khó lưu mình lên mình xin nữa. Để bên đó ăn cây đó cho. Thơm ha. Ăn được nó ngon lắm cô chú anh chị. Ăn cũng nên thuốc lắm ạ. Không phải mình bẻ gì nha, nhà mình bẻ gì nè. Cái nó mới lên cái đỏ nữa nó mới tốt. Còn nếu mà mình hái lá từ từ cái lên trên đây cái lá nó nhỏ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Mình bẻ gì mà nó đâm tược mới. Không ra lúc này. Thấy vậy chứ mình về mình lặt ra xong rồi mình xào cái nó xèo lại. Nó xèo lại không có nhiều nhá. Xèo. Hả? Vậy hai lương luôn hả? Ừ, hai lương hết chứ bự rồi vậy. Cá lóc thì cá lóc thì không được bự mà đưa được hai lương xứng đáng luôn. Chờ cả nhà nha. Nó không bự nhưng mà nó ú hai mập. Ừ. Cá lóc ú không mà nè. Nó vàng. Bữa nay giờ xong rồi ghé nhà Út Liễu làm mồi luôn đi. Ủa? Nó còn bẻ lấy cánh luôn hả? Cái luôn. Cái cách là anh. Trời ơi, đâu mà tốt. Anh hồi nãy giờ anh chưa thấy cái cách này nó tốt gì nè. Của ai à, xin thầy vậy? Ủa lấy cho nó. Mà cái lá cắt thôi em thấy là em biết của ai rồi. Ủa nó nhanh nữa của chị Lý. Nhưng mà ông đẻo có lặt á, lặt Mỹ dữ luôn á. Ngày cắt với ngày đi con. Đúng rồi, cắt đi. Mà cắt mãi à.
Ô. Chắc là vậy. Người này chắc vậy cơ mà. Dạ. Vậy quá. Vậy. Dạ. Nhưng mà cái này cũng thấy cái lá. Cũng được. Có mặn luôn ha. Này nhỏ. Tốt. Cái này ông cái bó làm đi xuống chợ ta hỏi là ngon dữ hết trời ơi. Có cái máy chị mày đang có cái máy dạ. Mập anh mày tắt gió đi con nạo tay cậu ơi để nó ồn tay hay lắm. Thương chào cả nhà nha bà con. Chào các mình điêu lặt lặt mà ngồi chơi đi thấy con chơi đi cậu mấy lên cho con chơi đó cậu. Ôi trời ơi, trời. Trời bay trời gác hả? Nó ngồi đi, thổi lặt đâu, để con lặt. Ngồi nghỉ đi nội, để con mặt lắm. Ở đây thì gia đình Nam đang lặt, làm bữa cơm. Ông ma à, ăn cái lá còn ngon hơn cái con rương. Nam biểu cũng lên nhà ăn cơm cả nhà. Chèo, bữa nay chèo với hai chồng chèo lên với cầu lên bữa nay thấy Nguyên là làm cà phê đẩy chèo với cầu. Thấy Nguyên làm hả? Qua phim cứu cà phê à? Thôi. Cậu lên hút gì con làm ba. Uống tối nay khỏi ngủ. Cầu với cha với dưỡng ba. Cái cách tốt thiệt ha. Cách tốt luôn nha, cách này là nhớ bánh xèo á. Lại đại nhà Lý này nó đang quen già. Ở bên mình nó có cái lá cánh này hiểu không có. Dạ. Ở đây bên ruộng đó nội. Cái ruộng nó cặp cặp. Cái lá cánh này em đi cắt cỏ qua lại là em thấy rồi. Ủ liễu mè nghe không dài rồi. Cặp cái cặp luôn. Dài dài lá cánh nhiều lắm nhưng mà nó không có tốt bằng cái gì đâu. Con nhỏ đó nó mặn nước đá kêu nó đựng mặn. Cà phê cậu. Ừ đựng mặn. Cái gì? Hả? Tha rồi nội. Cảm ơn con đã cà phê cho. Tha rồi. Chắc nào ở đây luôn được. Uống ngủ cho khỏe ngon. À, hai con chèo đi lại xin lá cách của Lý. Lý đang nướng gà Lý mới. Bữa nay Lý mình ở lại đâm luôn. Con khúc gà. Quát đi bẻ hả? Đâu có để bẻ trong nhà đó. Cô đứt chín ha. Cô thấy tiếc. Cắt ăn có khúc mà ở trên cổ muốn chết. Đi uống mà một viên thuốc mới hết. Ngày nay làm viên nữa. Ngày vậy đó. Cái phần nước sốt nhất này là mình không có chế nước nha. Rất tự nhiên, có nước sốt tự nhiên nó ra. Có người hỏi Hương kho thịt làm sao mà ngon. Nhìn thấy đẹp, chia sẻ cái cách để cho cả nhà mình kho. Thì Hương cũng chia sẻ với cả nhà là Hương làm ở trong clip làm sao thì ở ngoài vậy đó. Thì cả nhà mình kho nó đủ ngọt đủ mặn á thì cái màu thịt nó sẽ đẹp và nó sẽ vừa ăn nè. Mình kho cá cũng vậy nữa chứ cũng tùy theo cái khẩu vị gia đình mình á. Dạ rồi mời mày đi thịt xài ở đâu? Xài về bển. Về bển hả? Dạ. Đâu vậy em? Dạ. Lỡ thứ ba nó đưa đâu gì vậy? Dạ, về. Lỡ thứ ba là mất công chuyện rồi không có đưa thôi nha. Ê, nó có được mày. Nó được. Không có. Ở đây đi. Ờ, giờ bánh nó đang đóng dỗ. Giờ bánh qua đóng dỗ rồi qua ở trong Tết. Chợt rồi, Tết rồi. Thảo biết từ đây tới Tết còn nhiêu tháng nữa không mà nội nói. 2 tháng vậy nhiêu. Chặt nó đứng dưới. Bà ta. Ừ. Đây ra. Gì hả? Ba. 2 tháng rưỡi. 2 tháng mấy nữa. Không, con đi ra rồi mười mấy là đi về đóng dỗ ông nội. Ở quên nữa. Ừ. Hai mấy lận ngọn nhỏ này. Con ghi âm lại gọi nó nha. Là qua ở với tụi con tới Tết luôn đó. Con Tết qua đồng bằng mức rồi chứ. Nha, nội á. Trời ơi. Tết ở đây đồng bằng mức. Đồng bằng mức cái quỷ đó. Đồng bằng mức lắm nội chỉ cho tụi con làm. Gói bánh được không? Không, gói bánh được không? Là như gói bánh được. Gói bánh tét được đúng không? Buộc rồi được chứ còn ra không biết uống, biết làm à. Biết gói không? Nội biết gói không? Các tình yêu hỏi nội biết gói bánh tét không? Biết, trời ơi, gói khéo lắm á. Bà nội gói bánh tét với bánh tét là số 1 luôn á. Hay, gói khéo luôn. Hồi đó Hương mới về bên bển cả nhà. Hương đâu có biết gói bánh đâu, biết làm gì đâu. Hương cũng nhờ bà nội dạy á. Nên giờ Hương bánh trái rồi gì Hương cũng biết hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam quay sai ra, mấy này không giống gì cả. Nó cắt ra thì nó không có mềm, nó cứng, nên là Hương nghĩ như con. Bên đây thì cái nồi cá kho của mình nó muốn sạp lại. Lương chín này cả nhà, Lương sẽ cho nó cắt kìa. Cái này là cắt nhạc ngon. Quá thơm. Cho nó mắm anh ơi. Mắm dọn chén đi mấy anh. Tỏi không? Tỏi đâu anh, có lấy tỏi để không? Tỏi gì? Sợ hết luôn. Nhiều hả? Nhiều hả? Nhiều nhiều anh ăn tấm anh thấy chỉ có nó xèo xuống rồi nó xuống nó chín. Em thấy vậy chứ em cứ xe ăn dĩa rồi. Ừ, nó xèo. Nó xèo. Ông anh này vừa cốt sắt kéo nè, sắt to nè. Chứ nếu mà sắt nhuyễn thì nó xèo dữ. Nó đứt cái này cái cái này nó cũng nghe được cái này cái sánh đây. Cái nồi này trong miệng thôi, thấy đẹp chứ. Cái này cái này mình cũng kho cái nồi này là của người chị ở Suối Tiên tặng nè. Chỉ cho tới 8 cái là Hương kia là cái này mình với vài thanh ớt ớt sắt. Cho mở ra. Mở ra cái mở ra. Dẫn ra. Chín quá không ngon cả nhà. Vừa tới. Nó vừa tới rồi. Cái dừa này chắc béo dữ lắm không kìa. Có đặc luôn ha. Mặt cái dĩa đi. Em rất lên. Mà giờ ngay mặt tiền chứ đi. Mà lấy cái mà của ăn hết ra không có trả. Thằng Vinh đồ con canh rồi anh đây đâu biết không? Biết đứa. Không biết hả? Múc lá cắt ra trước cả nhà. Chắc em bưng em xớt luôn nha. Xớt ra lẹ đi. Ê con lươn nó nở ra rồi. Thấy con lươn nó ngon quá, nó bung ra ha. Nóng nha. Lươn ta em mặc. Đầu hợp dẫn quá. Xong, bưng nắng đi anh. Bưng lươn ha. Quá im. Tao thì chung vui với các con. Đâu có thứ có thứ giữa. Tình yêu nói cầu chê khen đó, tình yêu quá nha. Gấp đi, gấp đi, gấp đi, gấp đi. Anh đi mập béo dữ à. Nói rồi, nói. Ăn đi bác, ăn tự nhiên bác. Quá trời chèo ơi. Mà cả nhà ăn lươn cơm lá cách nha. Tôi làm lá cách đi, thấy lá cách chịu hết nổi rồi. Cả nhà ăn lươn hầm lá cách mình nha, cái này lá cách. Ăn tự nhiên quá. Nó mới khai à, sao ôm lá cách vậy không nó hầm. Béo. Béo quá nè. Chị con ăn ha, em tiếp nè. Ăn chưa? Quốc rồi luôn. Để bữa nay ông mập. Được mập vậy. Để bữa nay ông mập gấp cho bà mập miếng nha. Đó, vậy mới yêu à. Mà cả nhà ăn cơm. Rồi, mà cả nhà ăn luôn luôn nha, ông lấy cả. Mà cả nhà ăn cơm với cầu con ơi. Số 1. Ừ. Nó là ngon nhất cái đuôi nè chèo. Nó làm cái đuôi kìa. Cái này nó béo. Cả nhà ăn luôn mình nha. Quá. Ừ, tôi mê ba lá cách. Béo quá trời béo. Lương nó ba lên ba. Lá cách nhiều lắm á, năm nay nó ấy. Chà. Ừ, cốt luôn ngon ha. Mình có thịt ớt á. Mình xào gì cũng ngon. Ớt xào lá cách cũng ngon. Cơm dính nghe càm kìa. Dính là ớt đồng ha. Có đường chín ha.
Hồi xưa có lương nhiều mà mình không biết làm mấy món này ha bác. Có chứ. Có làm không? Dạ. Không biết. Mà hồi đó người ta ung lương con biết ung gì không? Dạ. Ta không có ung lá cắt, người ta ung bằng cái lá kiểu. Hồi đó cái kiểu là lá bự đó. Hồi đó là ông kiển hồi đó xưa có nhà có trồng hàng rào kiển lắm. Dạ. Rào kiển mà cái kiển ăn được đó. Dạ. Loại kiển lá bự đó người ta mới cắt cái đọt ra mới ôm ngon. Dạ. Ngon hơn cái lá cắt mình. Dạ. Nào là ăn với bà con. Nhưng mà con lươn con thấy là nướng là ngon. Ừ. Lại có ngọt. Nướng là con phải con mắm. Dạ. Con mắm mới là nướng. Không, con ăn cá được rồi. Ăn miếng lươn cho bổ. Không mà chèo. Mình đi nha. Ha. Nếu mà bữa nào mà anh em mình đi đặt á, là nếu mà trúng lươn là ngay văn nước gông đúng kìa. Như một nước gông có cái con lươn nó dám đi ăn vậy. Ừ. Có lắp kho tiêu rồi. Chờ mà đặt chúm không, đặt nước gồng nó trúng. Nó trúng nha, trúng trong lòng nước. Dạ, dạ. Trong cái lòng nước là trúng. Mà cả nhà nha, ăn cá lóc kho tiêu nha. Nó trúng kém. 26, 7 lúc vậy. Đặt ở trên cái ngày đó là trúng đó. Mấy ngày đó nước gồng nó ra đi ăn cái mình đói. Thì đầu nước á, đầu nước là nước vừa thuộc cho mưa á. Ừ. Ăn đi ăn. Lương nhóc vậy sao không ăn mạnh mạnh đi. Ở bên đây gia đồ nhiều đó, bên mình đâu có lương nhiều. Quá thì béo, đừng quá béo. Bởi vậy. Giá là vừa qua xin nữa không? Đã gì chứ, bởi viên nữa con nè. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Bắc Nam, đã Bắc Nam rồi. Bắc Nam. Thầy chị, bỏ lên nè. Ok. Còn lương con? Không. Con không ăn lương, con ăn rau. Ăn miếng thôi. Làm miếng em. Lương này bự mình ôm vậy nè, cái thịt nó béo lắm. Ngọt. Dẻ ghê luôn ha. Làm béo dữ. Cụp cụp. Ăn đi. Lương này cũng vừa chứ không già không ha. Lương này mà mình như bê súng đưa vô nhà hàng cái này cũng bọn thường. Dạ, bác vô này đâu mắc dưới giá 500 ngàn. Lương này cũng chèm chèm cả ký lô cái không biết rồi. Ngọc. Ký giờ mà cũng mấy trăm ngàn á chứ. Mấy trăm, ký 350. Lương ở vườn mắc. Lương nuôi lương này dính lương nhất cho trang à. Ừ. Nhất 350. Lương này dính chứ. Chuyên đồng. Nồi cá này mà có tép mỡ nè. Ồ, này dính miếng ớt vô ha. Để một ca. Làm như lương đắt hơn cá lóc rồi, cá lóc ăn hoài. Không. Cá lóc dễ ăn, dễ kiếm. Lương này bao rồi, đâu đâu mới có à. Nè, để ông Mập gấp cho bà Mập nè. Anh ăn cái đầu cá lóc à. Béo không vậy? Cá lóc nhưng mập không? Cái gì cơ, lóc và kho tiêu không? Cái lóc kho tiêu à, mặc ăn với nước cơm. Nơi gạt cái dừa, nơi gì đó không? Biến gợ thầm á. Gợ còn ăn thêm cá. Không, không, không. Không. Nè, nó không muốn chết mà. Nếu tôi còn ăn rồi. Thì cá ngay còn. Ăn rất rau à, ăn được rồi. Cái này qua đây thấy hồng hào ra nè, trắng chẻo ra. Da đồ căng ra, có da thịt. Gái không? Gái tăng thu vài bữa ăn đi kết nối yêu thương. Hai cột chèm còn hẹn ngay cho cái chỗ trên đó một cái nữa. Đúng là tới nào mà tụi em lấy cái chúm về á là tụi em phải là quyết đấu tranh giành cái kiếm mới được. Thấy đặt cái này mà vô thì là chắc nhiều quá. Chúm có lý á. Không mà ngày nay nghe nói cậu Bảy ở trong đó. Là cậu cậu có chèo nè, đặt hai ống là 11 con. Cái đó. 11 con như trang chó khúc như trang tỉ tiểu bò đó. Mừng vô chắc này không chúng luôn quá. Vô nó bị rồi. Ngọt chết rồi à, quá nhiều có mới cho bác ha, nước gồng nó nổi lên nó kịp, nổ kịp tại nó vô nhiều quá. Nhiều với hai có chừng bị ngập ống, ngập ống gồng nè. Nó ngập chỗ cái hơi thở nó là chết rồi. Một ống vô 6 con, một ống vô 5 con. Mà mốt có dính thì vô đó đặt. Vô đó à. Phè dưới mấy hai anh em này thì kể như đó rồi tiêu. Đâu biết được, chừng 11 con nó vô hết rồi. Vô nhiều quá nó ngập không bác? Ngọt. Dạ. Vậy là lương mà nó ngập là hết ngon rồi. Ừ. Nghĩ là cái ống mà vô cứng vậy là đâu khi nào sống nổi. Bế cho chị Hương bế cho. Mà không mà cái ấy nó yêu cầu cái nó nổi lên là nó không chết. Con lương chứ còn cái lóc mà nó chết rồi là thịt nó không ngon. Cái lóc cũng vậy nè. Con cái nào chết mình cũng kho được, nhưng cái lóc chết là không có kho được. Cái lóc chết là mình chỉ muối thôi, liệu mới xả rồi. Bế em nữa chén. Nước đặt chan vô nó béo. Chan vô luôn. Chan vô ăn cơm mau.
Đó cò không chịu canh ha, chịu canh trang cho. Lớp năm ăn lương mạnh mạnh lắm, năm cũng. Bây giờ con cái kẹo con cũng ăn hoài à. Hai cục kẹo đi bắt. Đâu ăn hai bữa nay vậy? Bữa nay bữa thứ ba vậy. Bữa trước đi dở lú. Bữa trước khoai sả ớt. Bữa sau là nướng. Bữa nay dùng hòa lương hay gì. Ăn lương này người ta nói là nó bổ như là thịt bò vậy đó. Như là hai cục chè em là có tay như là cắt thủ. Hai cục chè con ăn con đi tát con năm. Tát rồi cái chân cái đầu mương mà tát á, có cái hang cái chè con thục thục. Ở đâu đó, cái trường gân luôn, thiệt bự luôn á. Cái mực bên hai bạn chứ. Con thấy cái hang rồi, lần biết có lương rồi. Mà con sợ thục rồi nó ủng mà biết dính không. Con vẫn nó ăn bạ ở ngoài không mà cái con thục cái hang ách đang thục dài tới cái tự nhiên ở trong đó nó đậu ra. Chưa có tát, mới có giống cái bò rồi với ruộng cũng bình nè. Là thục bò mà có vô. Không mà mấy ổng bắt được nó hay không? Mới có đất bờ vậy. Quá trời ốc luôn, ốc ngọng cứng nhắc. Không có con đường đó tới số rồi. Hai ông tới số rồi thở nha. Lúc mà kèo đã thấy miệng hang là anh thấy ốc nó thà nhóc kèo là anh biết có lương rồi. Cứng nhắc ở miệng luôn. Anh chán này anh. Đâu anh. À, hai cọc chèo dính được lương rồi, không phải mà thở gì mà mừng quá đó. Mừng quá mệt. Mừng quá mệt. Anh là bán năm bắt con lương trên điện hay lẹ. Đấm vỗ nhà ông bác nữa. Một cái chén mình chỉ có được có một khứa thôi, cái đuôi nó bằng lá mít mình. Dạ. Bản đi nó bằng lá mít. Cái bắt năm làm gì vậy? Rồi về mấy ổng cũng vậy nè. Ông hả? Ông vậy nè. Dai dữ bắt năm. Không, lương đồng nó không dai con. Cái lương đồng nó càng bự nó cũng mềm hoài vậy nó. Dạ ha. Cái đó tưởng cứng về lấy búa chặt vào chặt. Chặt có núi. Cái xương nó lúc nó béo trời rồi hả? Không cái con lương nó dữ. Con lương mình ở vườn ăn ngon chứ con lương ở ngoài cồn không ngon cũng năm mà nó cứng. Cứng. Cái thịt nó cũng không có ngon. Nó cũng như cá vậy đó. Ví dụ như con lương từ đây tới tháng 9 phải không? Tháng 9, tháng 10, tháng 11. Nó ăn gì nữa không? Qua cái tháng 1 rồi qua cái tháng giêng. Thôi vậy thôi để chán lên đi. Nó cái con lương giấu. Cái cầm chi giấu vậy? Gấp để vô phải ăn. Cái con lương nó ngon lắm. Nước này nọ, đi nước nó lọt qua cái tháng 2 là con lương này cũng không ngon hết. Dạ. Tính rồi sao bà? Là bị qua tháng 2 nó làm tổ, nó đẻ. Đẻ. Thành ra có người lai gai là làm tổ đẻ, làm ấm nhòm cũng vậy nhé. Vậy luôn. Dạ. Con cá đồng mình nó con ăn con cá lóc ha, mà tháng này con ăn ngon ha, mà lọt mưa lai gai sao cái qua tháng qua Tết rồi mưa lai gai rồi cái không còn dạ, cá ngon lắm. Nó đẻ hả? Bây giờ có gan ra cái gì cũng ngon hết trơn. Không có gan ăn không có được. Bắt năm ăn miếng thì bắt năm. Thôi không có đợi có giống gắn gần giả.